Xin chào các bạn, mình là Vũ Đức Thịnh đến từ BoardShop. Hôm nay trong video mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lọc danh sách nhân sự có sinh nhật trong một tháng bất kỳ. Đấy, thì ở đây thì như mọi người đã nhìn thấy, thì ở đây thì mình mong muốn đó là trên báo cáo này mình sẽ lọc ra những danh sách nhân viên nào, đấy có ngày sinh nhật của tháng mình tùy chọn và chức vụ của nhân viên đó là gì và trong tháng đó có tổng số bao nhiêu nhân sự là có sinh nhật trong tháng đó. Đấy thì với cái dữ liệu nguồn của mình đó là bảng thông tin về danh mục nhân viên gồm có các cột tên, địa chỉ, năm sinh, số điện thoại, ngày bắt đầu làm việc và chức vụ. Thì để lên báo cáo này thì mình sẽ sử dụng cái công cụ SNE Tool. Mình sẽ thao tác như sau. Mình vào menu A Tool, sau đó mình vào SQL Builder. Đó, thì sẽ xuất hiện cái bảng table nên mà mình vừa đặt là danh sách nhân viên, mình cầm, mình kéo sang đây. Đó. Và báo cáo của mình gồm có 3 cột là cột nhân viên, ngày sinh và chức vụ. Mình tiếp vào 3 cột nhân viên, ngày sinh và chức vụ. Tuy nhiên thì ngày sinh của mình muốn lọc đó là điều kiện của mình là nó phải có tháng sinh bằng với tháng mình lựa chọn. Thì mình ở phần ngày sinh thì mình sẽ chọn Christian và mình chọn đến là đối tượng Rain. Sau đó mình chọn đến là cái ô B4 và nhấn OK. Tuy nhiên thì lên của ô B4 của mình là ô chọn tháng, do vậy là danh sách nhân viên mình cũng phải là ngày sinh, mình cũng phải lấy ra là tháng, thì mình sẽ chọn là month. Mình sẽ đưa hàm month vào trước cột trước cái ô điều kiện là que ngày sinh đấy bằng range của B4. Và mình có mong muốn đó là mình sẽ đưa ra cái sự sắp xếp, tức là nếu mà ai có ngày sinh đứng trước thì sẽ xếp trước, thì mình sẽ sort order của mình ở thêm cột này này và mình sẽ chọn sort order của mình là ascending, tức là sắp xếp tăng dần này, và ngày sinh của order của mình ngày sinh đây thì mình sẽ tiến hành là chọn sắp xếp theo ngày sinh và mình nhấn tiếp tục. Ở đây thì báo cáo của mình đã gồm dòng tiêu đề rồi, thì mình sẽ bỏ dòng tiêu đề đi và mình có mong muốn chèn dòng, và báo cáo của mình được bắt đầu từ ô A7 và mình nhấn thực hiện. OK, vậy là trong chỉ bằng cái click chuột thì mình hoàn toàn đưa ra được cái danh sách nhân sự đây có sinh nhật trong tháng, và mình sẽ kiểm tra lại công thức. Vì ở đây thì mình đang sắp xếp là order theo ngày sinh đấy, thành ra thì nó sẽ sắp xếp là theo là năm nào đứng trước, vì là năm nào đứng trước. Tuy nhiên bây giờ mình muốn là đưa ra là sắp xếp là theo theo ngày ngày nào trước thì sẽ sắp xếp trước, thì mình sẽ ưu tiên đó là dùng hàm đây của ngày sinh, đây của ngày sinh. OK, đó thì nó sẽ sắp xếp theo ngày. Ví dụ trong tháng 10 có tổng cộng là 11 người sinh nhật, thì ngày mùng 2, 11, 12, 15, 16, 20, 22, 25, 31 đấy có tổng cộng ngày đó, thì sắp xếp thứ tự là từ dần đến cuối tháng đấy. Bây giờ giả sử mình chọn tháng khác là chọn tháng 11 xem có bao nhiêu người sinh nhật. OK, có 9 người. Mình chọn tháng 9 có 14 người, đúng không ạ? Tháng 9 khá là đông. Chọn tháng 8 xem, tháng 8 6 người. Chọn tháng 12 10 người, và mình chọn xuống các tháng khác, ví dụ là tháng 5 đó, tháng 5 là khá khá đông là 20 người đấy. Thì với cách làm bằng công cụ SQL Builder này thì những người làm về công đoàn đấy, hoặc là làm về trong phòng hành chính nhân sự đấy, hoặc là bộ phận văn phòng có cái kế hoạch về lương thưởng hoặc là tổ chức sinh nhật và tặng quà cho các nhân sự đấy, để tránh được nhầm lẫn và việc sai sót trong việc là quản lý về danh sách nhân viên, đặc biệt là cái chính sách ưu đãi của nhân viên theo ngày sinh nhật. Trên đây mình vừa trình bày cho các bạn cái phương thức lọc như danh sách nhân sự có sinh nhật trong tháng tùy chọn bằng công cụ SNE Tool. Chúc các bạn thực hiện công việc quản lý nhân sự cũng như là cho bộ phận công đoàn một cách tối ưu và hiệu quả. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.